những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nam giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy có đến 40% trường hợp vô sinh có nguyên nhân bắt nguồn từ các vấn đề ở nam giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận thẳng thắn mà thường có tâm lý né tránh, ngại ngùng hoặc để mặc cho vợ tự xử lý. Nếu ở nữ giới, chức năng sinh sản liên quan đến trứng và buồng trứng, thì ở nam giới, khả năng tình dục, xuất tinh, tinh trùng và tinh hoàn là những yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng sinh sản của các quý ông. Cụ thể là, thứ nhất, nam giới mắc các bệnh về tinh hoàn, bệnh tuyến tiền liệt, suy giảm sinh lý, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng sản xuất tinh trùng và hoạt động giao hợp. Thứ hai là về chất lượng tinh trùng, khi tinh trùng yếu, loãng, tinh trùng vón cục hoặc do tính chất yếu sẽ làm giảm khả năng di chuyển, tinh trùng không đến được đích, có thể sẽ bị chết. Bạn có biết về tâm lý tự ti, ngại trình bày bệnh nhạy cảm mà không ít nam giới đã phải khốn khổ vì tình cảnh hôn nhân đổ vỡ, hiếm muộn con cái. Đừng để bản thân là nạn nhân tiếp theo. Quan trọng là cần thăm khám, xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân chính xác để tác động điều trị đúng cách, cải thiện sinh lý và chức năng sinh sản. Phòng khám đa khoa Hoàng Cầu, nơi bạn an tâm chia sẻ mọi bệnh lý.